Nhà vườn bonsai xe lợ, xin chào quý cô chú chị. Hôm nay nhà vườn lên một số tác phẩm vườn nhà. Tác phẩm đầu tiên là tác phẩm số 1, một cây xanh. Cây cành mỹ nhân cô chú chị, cây rất là dè dặn. Rồi em xin đo kích thước ạ. Kích thước là chậu đang là, chậu là 40, chiều cao cây là 50 và hành đớ là 112 ạ. Tác phẩm này xin giao lưu cô chú chị là giá là 5,5 triệu ạ, bao gồm cả phí ship ạ. Rồi em xin xuống tác phẩm ạ. Rồi tác phẩm số 2 là tác phẩm bồ đề ạ. Một cốc bồ đề lùng lực ạ. Cái này vừa cô chú đỡ bàn chè chơi là rất là ok ạ. Để quay sát lại. Xin cho kích thước ạ. Cây đang nằm chậu là 32, chiều cao cây là 24, cây này em xin giao lưu với quý cô chú này giá là 1,2 triệu ạ. Cây cành luôn lập ạ, cây rất là dì ạ. Rồi em xin xuống tác phẩm ạ. Tác phẩm số 3 là một tác phẩm xanh ạ. Tác phẩm xanh vua lá nhỏ Bình Định ạ. Cây có một cái bộ đớ rất là đẹp ạ. Ngục ngạc ạ. Cây cực dẻo, cực dương như quý cô chú anh chị. Cái đường rất là nổi thật ạ. Em xin đo kích thước ạ. Kích thước là đang nằm trong cái chậu là 42 nhân cho 32, chiều cao cây là 47 và hành đớ là 122. Cây này xin giao lưu với quý cô chú anh chị là giá là 4,5 triệu ạ. Hàng khá là duyên dáng và ngon thật ạ. Rồi quay xuống dưới lên chỗ của chú anh chị xem. Rồi em xin xuống tác phẩm ạ. Rồi tác phẩm tiếp theo là một tác phẩm là si bắp hồng ạ. Hàng bàn chè cho quý của chú anh chị. Cây đang nằm trong một cái chậu rồng rất là đẹp ạ. Chậu 28 nhân cho 20, chiều cao cây là 30 và cái hành đớ là 57. Tay cành để đủ nhân quý của chú chị, chất bút rất là đẹp ạ. Cái này em xin giao lưu với quý của chú chị là giá là 3,5 triệu ạ, bao gồm cả phí ship ạ. Hàng lên nu nha quý cô chú anh chị, để lên nu. Cây có phần u rất là đẹp, đẹp luôn ạ. À. Em xin xuống tác phẩm này ạ. Tiếp theo là một tác phẩm si bút hồng rồi. Cây này đã ký san hô ạ. Cây rất duyên nha quý cô chú anh chị. Có phần lưu rất là duyên dáng ạ.
Rồi em xin đo kích thước ạ. Kích thước của chậu là 23. 23 x 32. Chiều cao cây là 39. Cây này em xin giao lưu là giá là 3,5 triệu ạ, bao gồm cả phí ship ạ. Quay sát lại để cô chú thấy cái chắc lé. Tiếp theo là một tác phẩm border ạ. Cài rất dè nha quý cô chú anh chị, để lên u nâng ạ. Cài rất là dè, để lên u sụn. Em xin đo kích thước ạ. Kích thước của cây là 39. 39 x 29. Về chiều cao cây là 60. Em xin quay xung quanh ạ. Cây này em xin giao lưu là giá là 1,5 triệu bao gồm cả phí ship ạ. Cây rất dè nha quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào muốn chơi thì phải thử chiếc cái cần này xuống. Cái tiền mình lấy cái ngọn đây thôi. Tác phẩm tiếp theo là một tác phẩm xanh ạ. Xanh bàn chè, ôm tượng ngựa thật ạ. Xanh này ghép, đã ghép nam điền nha quý cô chú anh chị, đã ghép nam điền. Cây được quấn rất là ngựa thật ạ, ôm một cô gái. Tay cành để đủ cho quý cô chú anh chị luôn. Rồi em xin đo kích thước ạ. Kích thước là nem chậu 20 x 28. Chiều cao cây là 32. Cây này em xin giao lưu là giá là 2,2 triệu ạ, bao gồm cả phí ship ạ. Cô chú thích hàng độc lẻ thì tác phẩm này rất là ngợi thật ạ. Phẩm xanh ạ. Đường đi rất là ngỡ, to quá nhưng quý cô chú anh chị. Rất là khéo luôn, cây lâu nên. Tây tàng thì mịn màng cho quý cô chú anh chị luôn. Em xin đo kích thước ạ. Kích thước của chậu là 25. 25 x 20. Chiều cao cây là 35. Cây này em xin giao lưu là giá là 1,3 triệu, bao gồm cả phí ship ạ. Tiếp theo là một hồi sứ ạ. Tập phẩm số 9 ạ. Cây sứ này đang trao hoa nha quý cô chú anh chị, đang trao hoa. Cây đang nằm trong một cái khay 30 ạ. Chiều cao cây là 54. Cái bộ rất là nạt nha quý cô chú chị. Cây này em giao lưu với cô chú chị là giá là 400 ngàn, bao gồm cả phí ship. Tác phẩm hoa giấy ven nhân, hàng đang cho hoa rất là đẹp luôn. Tay cành thì đã lục nạp rồi. Hàng này vừa cô chú đỡ bàn kẹo rất là tuyệt vời quý chú chị. Quay sát lại để cho thấy cái bộ tàn như cây đang cho hoa rất là nhiều ạ. Đo kích thước ạ. Kích thước của chậu là
22 nhân cho bé 14 dù cao cây lè nhân 60. Cây này em giao luôn là giá 1,2 triệu bao gồm cả phí ship, không có lấy tượng nè nha quý cô chú anh chị, không có tượng nha, 1,2 triệu bao gồm phí ship chậu và cây. Rồi em xin xuống tác phẩm ạ. Tiếp theo là con suy bàn chè, hàng rất chắc nha quý cô chú anh chị, hàng rất chắc luôn, nhỏ nhưng mà cực kỳ ngợi thật, cực kỳ khéo luôn. Con xì bất thần, con này nằm chậu 20 nhân cho 28 chiều cao cây là 28 luôn ạ. Con này em xin giao lưu là giá 2,5 triệu. Con này hay lắm nha quý cô chú anh chị, cực kỳ duyên dáng luôn. Tiếp theo là một tác phẩm độc quần, hàng lâu nem, cây đang buông đọt buông lé mới, cây khế là duyên dáng nhiều của chú anh chị, dàn tay đi cực ngọt, cây lâu nem cực kỳ lâu nem luôn, cây ra nem chậu là 22 chiều cao cây là 40. Cây này em xin giao lưu là giá là 900k bao gồm cả phí ship 900.000 của chú anh chị, 900.000 quay sát cho cô chú thấy cái dàn tay này, dàn tay cực kỳ nhuyễn nhau quý cô chú anh chị, rất là dè, cây rất là dè. Tiếp theo là tác phẩm bông giấy Mỹ, cây cực kỳ duyên dáng luôn ạ, tay cành thì để đủ ạ. Cái này cho hoa liên tục nha quý cô chú anh chị, cho hoa liên tục. Cái này nằm trong một cái chậu 30 chiều cao cây là 58. Tác phẩm này em xin giao lưu quý cô chú anh chị là giá là 3 triệu bao gồm cả phí ship 3 triệu. Phẩm xi bút hồng, hàng lục nặng nha quý cô chú anh chị, như một con thú, em xin đo kích thước ạ. Kích thước của chậu là 34 nhân cho 25 chiều cao cây là 35. Giá cây này em xin giao lưu là giá 1,8 triệu ạ, 1,8 triệu cho một tác phẩm ạ. Cây rất duyên nhiều quý cô chú anh chị, như một con thú bò. Cây đang nằm trong một cái nẹo 3 chân 30 chiều cao cây là 30 luôn ạ. Cái hành đó là 73. Cây này em xin giao lưu là giá là 1,8 triệu bao gồm cả phí ship, quay cái chắc bốc cho cô chú xem, dàn tay đồ đầy đủ nha quý cô chú chị, đầy đủ, cây rất dè.
phẩm si thì một hộp là một cái lọ là rất là duyên dáng nha quý cô chú anh chị. Cái chậu này nó hơi nước sôi nha, cái chậu dưới ạ. Cây nem chậu 22 và chiều cao cây là 45. Nên nó để ôm chặt à, cực kỳ chặt luôn. Cây này em xin giao luôn là giá 1,2 triệu bao gồm cả phí ship. Hàng rất là nổi thật nha, cao quá lét nha cô chú. Ôm cái bên rồng này. Bên rồng. Đang nêm cho một cái chậu 28, dù cao cây là 32 và cái tàn từ bên này qua bên đây là 45. Đợi toàn như chỗ cái hành heo đây cho một cuộc chút vô. Hành heo ngay đây à, ngay đây là 31. Cây có một cái mớ chén này chỗ đây mua quý cô chú. Cây này em xin giao lưu là giá là 1,2 triệu bao gồm cả phí ship. Dàn tay đồ đầy đủ mịn màng cho cô chú luôn. Tiếp theo là tơ phẩm mai chú thấy ạ. Dẫn rừng nha quý cô chú, dẫn rừng. Em xin đo kích thước ạ. Đang nêm cho một cái chậu là 42, ngang là 25, chiều cao cây là 50. Em xin giao lưu cây này là giá là 50 ngàn bao gồm cả phí ship. Hàng dở chơi cho quý cô chú chị. Rồi em xin xuống tác phẩm. Em tác phẩm này là số 18 ạ. Tác phẩm mê à, mê cái rất là duyên dáng mọi người thật ạ. À, cây đang nằm trong một chậu là 30 30, chiều cao là 50 và cái hành yêu ngay đây, hành yêu ngay đây là 44. Tê cành bị nặng, tê cành cực kỳ dè luôn quay nha quý cô chú chị xem. Hàng rất dè nha quý cô chú chị, hàng này lâu năm rồi. Cây này em xin giao lưu giá là 4 triệu bao gồm cả phí ship ạ. Có một cái cành rơi, cành phéo rất là ngọt thật nhau quý cô chú, cực kỳ dè luôn. Tác phẩm chắc ạ. Nem chậu là 17 ạ. Chiều cao cây là 29 ạ. Cây này em xin giao lưu là giá 1,2 triệu bao gồm cả phí ship ạ. 1,2 triệu ạ. Xin xuống tác phẩm ạ. Một tác phẩm đờ nữa thật ạ. Em xin đào kích thước ạ. Cây đang nằm trong một cái chậu là 30 40, 40 x 30, chiều cao cây là 60.
Cái này em xin giao luôn là giá 2.8 triệu, bao gồm cả phí ship. Hàng rất là ngoài thật. Cái trang này là nằm xưa nha, quý cục tướng này, nằm xưa nha. Xanh già nha quý chú chị, xanh già bám sâu hô lâu năm, cây tây tàn rất là liền điều tây. Cây lên đồng rồi nha quý chú chị, đồ da lên đồng rồi, cây rất là lâu nhưng mà ôm rất là rít chặt, rất là rít cây. Cây này là nằm chậu 55, 55 x 36, chiều cao cây là 60. Cây này em xin giao luôn là giá 2.2 triệu, bao gồm cả phí ship. Cây này mình có thể vòm chai nước cũng được nha quý cô chú, về chai nước cũng được. Rồi em xin xuống tác phẩm ạ. Tiếp theo là tác phẩm Mai Chú Thổ Dạ đang cho hoa. Cây đang nằm trong một cái chậu là 45, chiều cao cây là 45, và cái hành eo ngay chỗ này là giá 37. Cây này em xin giao lưu là giá 1 triệu, bao gồm cả phí ship. Giá 1 triệu à. Hàng rất là nục nạc à. Quay ở trên quay xuống cho thấy cái dàn đớ còn bên dưới nhiều nha cô chú. Dưới rất là nhiều à. Đớ 24 giờ à. Rồi một tác phẩm cuối. Một cây xây, xây bốc hồng ôm lọ, hàng đáng chơi nha quý cô chú, hàng đáng chơi à, cực kỳ xịn luôn. Quay sát để cô chú thấy được cái độ nu của nó, ôm rít cái bình nha quý cô chú, rít bình. Cây đang nằm trong cái chậu 30 x 22, chiều cao cây là 42, và cái bên dưới đây là 73. Hàng rất là duyên dáng mọi người, thật đáng chơi, đáng sở hữu. Đây quay sát lại nha, rất là nu nha quý cô chú, nu. Cây này em xin giao lưu là giá là 13 triệu, bao gồm cả phí ship. Tiếp theo là một tác phẩm tuyết tùng nhũ của chú chị. Cây đang nằm trong một cái chậu, chiều cao chậu là 80, tàn ngang là 80. Cây rất là đẹp ạ. À. Cây nềm thác độ à. Cây này em xin giao lưu là giá là 2.8 triệu à, bao gồm cả phí ship. Cây rất là ngợi thật ạ. À. Theo một tác phẩm sung nha quý cô chú anh chị, sung đang cho trái rất là nhiều. Em xin đo kích thước ạ. À. Kích thước là 48, chiều cao cây là 80,
cái hành đó nè. Cái hành đó là 90. Cái cổ ngay chỗ này là 16. Cái này em xin giao lưu là giá là 3,2 triệu bao gồm cả phí ship. Cây rất là dè nha quý cô chú, rất là dè. Đang cho trái, mặt nào cũng đẹp luôn. Đang cho thêm trái nữa quý cô chú anh chị. Thêm trái.